Phi bà đèn đâm đóm nhìn ấm chăng êm, vì ai cũng từng là con nít muốn được nhanh lớn, trong mắt người lớn tuổi thì mình là ranh con, đến cái tuổi mà muốn có người tình ca cho anh đón, là lúc em thấy con đường về nhà em chẳng muốn nhanh hơn.